Ok, chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với khóa học kiếm tiền online trên Amazon bằng hình thức dropshipping của Thái Hoàng HD. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người các nhà cung cấp để chúng ta lấy hàng bán trên Amazon. Hay mình còn gọi là supplier. Để bán hàng trên Amazon thì chúng ta cần phải có supplier cung cấp cho chúng ta sản phẩm giá rẻ hơn và đảm bảo chất lượng để chúng ta có thể list hàng lên Amazon bán. Thì những cái nhà cung cấp mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người ở đây đều là những nhà cung cấp tương đối là uy tín mà mình đã thử nghiệm và mình đã làm việc rất là nhiều rồi. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng nó. Nhà cung cấp đầu tiên mà mình giới thiệu mọi người đó là AliExpress. AliExpress là một nhà cung cấp ở Trung Quốc. Nó là một website thương mại điện tử nơi quy tụ hàng triệu nhà cung cấp ở trong nơi. Vì vậy cho nên là chúng ta có thể tìm được tất cả các mặt hàng thuộc tất cả các lĩnh vực ở trên AliExpress. Mọi người có thể see all category của nó để mọi người có thể thấy là rất là nhiều các category được cung cấp ở đây. Trên AliExpress thì cũng không phải là seller nào, nhà cung cấp nào cũng là tốt. Vì vậy, cho nên là chúng ta cần phải nắm được một số cái để tìm được nhà cung cấp tốt. Ở trong cái bài giảng tiếp theo của mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chọn một cái nhà cung cấp như thế nào tốt trên AliExpress. Còn ở phạm vi bài này thì mình chỉ giới thiệu mọi người những cái nhà cung cấp, nơi quy tụ nhà cung cấp cơ bản, uy tín để chúng ta có thể làm việc. Ngoài AliExpress thì mình giới thiệu cho mọi người cái nhà cung cấp thứ hai cũng rất là phổ biến, đó là ebay.com. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy hàng ở trên eBay và bán trên Amazon. Trên eBay cũng rất là nhiều những cái sản phẩm thuộc tất cả các category. Rất là nhiều sản phẩm tốt. Và ở eBay thì nó quy tụ những cái nhà cung cấp ở tất cả mọi nơi trên thế giới, có thể ở Trung Quốc, Mỹ, Canada, vân vân. Và khi chúng ta lựa chọn thì chúng ta cũng tùy theo cái sản phẩm của mình, chúng ta cũng có thể là lựa chọn những cái sản phẩm thuộc những cung cấp ở nước nào. Ví dụ sản phẩm mà thuộc lĩnh vực thực phẩm thì nên chọn nhà cung cấp ở Mỹ. Nhiều người hỏi là eBay là một trang bán hàng và chúng ta cũng có thể dropshipping trên eBay. Nhưng mọi người quên mất là eBay nó còn là một nơi cung cấp cho chúng ta rất là nhiều sản phẩm tốt để chúng ta có thể lấy ở đó và bán trên Amazon. Vì vậy chúng ta đừng bỏ quên eBay trong những cái list nhà cung cấp uy tín để bán hàng dropshipping trên eBay, trên Amazon. Tiếp tục, mình giới thiệu thêm cho mọi người một nhà cung cấp nữa. Đó là DHGate. Site này nó tương tự như AliExpress. Nó cũng là một nhà nơi quy tụ rất là nhiều nhà cung cấp và rất là uy tín. Chúng ta có thể tìm được rất là nhiều sản phẩm ở trên đây để làm dropship trên Amazon. Một cái nữa là thằng Fokker Price. Có nhiều người sẽ hỏi là Alibaba.com có được không? Thì mình xin trả lời mọi người ngay nhé, là chúng ta làm dropshipping thì chúng ta lấy hàng lẻ, vì vậy chúng ta sẽ không thể sử dụng Alibaba được, bởi vì Alibaba là một trang bán buôn nhá. Alibaba là một trang bán buôn quốc tế, nó chỉ bán số lượng nhất định trở lên thôi. Còn chúng ta đang làm dropship là chúng ta sẽ lấy hàng lẻ từng cái một, chúng ta list Amazon và khi khách hàng mua hàng một hai cái chúng ta sẽ quay lại những cái nhà cung cấp này để chúng ta lấy hàng ship cho khách. Vì vậy cho nên là chúng ta không thể lấy được ở Alibaba.
Alibaba nó là một trang bán buôn quốc tế nhá, cái này mọi người lưu ý giúp mình. Rồi, ok, bốn nhà cung cấp này là đủ cho chúng ta quậy phá rồi. Nếu như mọi người muốn biết thêm những nhà cung cấp nữa thì mình sẽ giới thiệu thêm cho mọi người bằng cách là mọi người sẽ sử dụng chán những cái này mà vẫn cảm giác chưa đủ thì mọi người có thể inbox riêng mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Chúc mọi người thành công.